cái tập gym mà nó không máy lạnh á, nó cho bạn cảm giác trâu bò, tại nó ra mồ hôi nhiều quá mà. Nói không tập máy hả? Không mà không lắp máy lạnh, nó tập được 2 phút có thở, không hả? Nó mở nó sụi luôn. Tại sao vì sao? Máy lạnh cho cái sự phục hồi tốt hơn. Máy lạnh nó phục hồi nhanh cực kỳ. Bạn tập một set xong á, bạn ngồi một cái một á là bạn khỏe liền. Xin chào các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog. Hôm nay là Duy sẽ nói về một cái vlog về gym. Vlog bất động sản nhiều quá bạn giàu không được nha. Giờ vlog về gym. Thì đặt ra một vấn đề. Phòng gym ở Việt Nam bây giờ đó, máy lạnh với không máy lạnh, cái nào tốt hơn? Đó là một câu hỏi là cho Duy trăn trở. Bạn nếu bạn theo dõi video của Duy á, trước đây đó thì Duy là rất là bài gym máy lạnh nha. Bây giờ giống như tát mặt mình Duy Nguyễn giờ lắp máy lạnh 500 triệu, 500 triệu Dakin 5 ngựa. Tại sao Duy làm chuyện đó mà để cho thế giới cộng đồng mạng chỉ trích thằng này bố láo? Ngày trước mà nói tập gym máy lạnh không ngon, giờ phòng gym mà lắp máy lạnh luôn rồi. Nhưng mà nó có lý do hết. Triết học đã từng nói đời người không ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Ý là sao? Ý là cuộc sống này nếu bạn không thay đổi thì bạn sẽ bị đào thải. Tại sao cần phải thay đổi? Bây giờ nó ô nhiễm quá bạn ơi. Ô nhiễm quá. Bụi này nọ rồi mù mờ này nọ. Tôi nói thiệt với bạn, tôi chưa lắp máy lạnh á, tôi lau cái máy tập gym một ngày lau 2 lần cái khăn dơ hầy. Bụi không à. Thì bạn nghĩ coi, cái máy nó còn như vậy đó, mình hít thở tập gym là sao? Cái phổi như cái lá mía luôn. Cái phổi như cái lá mía luôn đó. Mình phải biết sợ chứ bạn, đúng không? Phòng gym tôi tập mà, tôi đâu phải là dân làm dịch vụ đâu. Thí dụ như á, Duy không tập gym, Duy ngồi trong phòng giám đốc, ngồi máy lạnh để cho nào tập nó kẹp đó, thì cái đó là khác. Còn bây giờ Duy là người hàng tập, hàng ngày Duy tập luyện trong môi trường đó, mệt lắm mày, mệt mỏi chứ. Nên thôi giờ là bất khả kháng, chấp nhận lắp máy lạnh luôn, đóng cửa kính lại, chặn hết, đóng cửa kính lại, mở máy lạnh. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai á, nóng quá. Trời đất, cơ nhiệt độ Sài Gòn gì đâu mà nó nóng thấy bà nội luôn, 30 mấy độ, nó hầm kinh khủng mấy bạn. Mà bây giờ ở Sài Gòn này nó đô thị quá đó, nhà cao tầng nó xây lên hết, nó chặt cây, gió không có miếng nào. Ví dụ như bây giờ nhà mà muốn có gió đó thì nhà mày lớn, nhà mày cao rồi thì sao cũng không bằng nhà tao, thì như vậy thì mới có gió được. Nên hai vấn đề, một nóng, hai ô nhiễm, bắt buộc phải lắp máy lạnh, không có giải pháp khác. Tất cả phòng gym của Duy Nguyễn bây giờ lắp máy lạnh hết. Máy lạnh loại xịn đàng hoàng, máy lạnh có giết vi khuẩn đồ, lọc không khí đồ ABC nha. Chỉ có cái quận 12 là chờ đó chưa lắp thôi. Cái quận 12 của Duy á, tại vì Duy là cao nhất xóm rồi, nó cao quá nên gió nó còn này nọ, tôi nói ok. Nó chỉ còn cái vấn đề về bụi đường với ô nhiễm thôi, vấn đề tính toán xem xét lại. Đó, cần thì lắp thôi, không có gì khó khăn cả, thiết kế sẵn hết rồi. Thì ở bên quận 12 á, là khu lễ tân máy lạnh, khu yoga máy lạnh, đó, khu kickboxing máy lạnh, khu nhà vệ sinh máy lạnh. Còn những cái khu tập bình thường á, là không máy lạnh mà chơi hệ thống quạt trần. Thì nói nào ngay, bây giờ cái lợi với cái hại khi tập máy lạnh đó là sao? Cái tập gym mà nó không máy lạnh á, nó cho bạn cảm giác trâu bò. Tại nó ra mồ hôi nhiều quá mà. Nó ra mồ hôi nhiều quá nó cảm giác trâu bò, nhưng mà đổi ngược nó mau mệt. Nó mau mệt hơn nha các bạn. Bạn tập gym mà không máy lạnh á, nó ra mồ hôi á thì nó sướng, cảm giác nó sướng thôi, nhưng mà không phải ai cũng sướng. Tôi nói cho bạn nghe, tôi nói cái này bạn đừng có phản bác tôi. 10 người tập thì có 2 người muốn nó không máy lạnh thôi. Cái đó là sau khi bao nhiêu năm tháng làm trong môi trường gym là Duy thống kê. Chỉ có 2 người là người ta thích cái cảm giác không máy lạnh nó ra mồ hôi. Chỉ có 2 chừng đó thôi. Nói không tập máy hả? Không mà không lắp máy lạnh nó tập được 2 phút có thở, không hả? Nó mở nó sụi luôn. Tại sao vì sao? Máy lạnh cho cái sự phục hồi tốt hơn. Máy lạnh nó phục hồi nhanh cực kỳ. Bạn tập một set xong á, bạn ngồi một cái một á là bạn khỏe liền.
Còn khi mà bạn tập môi trường không máy lạnh đó, mà nhất ở Sài Gòn nha, chỗ khác tôi không nói, tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh nè, nó nóng và nó hầm, nó làm cho bạn mệt mỏi, nó làm cho bạn không thể nào phục hồi được, không thể nào phục hồi được. Nhưng mà máy lạnh cho phòng gym mà phải hiểu á, là nó khác so với máy lạnh ở chỗ khác nha. Nó mà lạnh te luôn, lạnh te tập được, nó lạnh vừa vừa thôi, nó thoảng, nó thổi mát mát thôi đó. Nên bây giờ là tập gym bây giờ là phải máy lạnh thôi, mình không lắp máy lạnh khách hàng không tập bạn ơi. Thiệt bạn luôn, bây giờ bạn làm ăn hay bạn chơi ngồi, bạn chơi trội, bạn thấy không, bây giờ phòng gym BBT tại 107 đường số 6 này lắp máy lạnh là buổi chiều, trời ơi nó đông kinh khủng đông luôn. Bây giờ bạn muốn tập mà cho nó sướng mà phải tập buổi trưa, buổi trưa nó mát như buổi chiều vậy đó, đúng không? Bạn đi ở ngoài đường nóng nực sao không biết, ô nhiễm sao không biết, bạn vô trong BBT gym center của Duy Nguyễn là nó như một thiên đường, nó như một thế giới khác, nó một thế giới khác mà. Tại cái phòng gym của Duy á, nó chú trọng hình ảnh lắm, nó phải sạch sẽ, nó sạch sẽ, nó thoáng mát, nó không có mùi. Nên bạn vô đây bạn tập bạn cảm giác nó rất là thiên nhiên, nó làm sao đó không biết nữa, mà không có chỗ nào có được hết. Còn riêng cái quận 12 á thì nó mát rồi gió này nọ kia, nhưng mà nó thú thật á, bụi đường nó cũng hơi nó hơi là vấn đề đó, bụi đường nó là hơi là vấn đề. Còn cái phòng gym quận 9 với quận 7 á mà lạnh không, mà khi mà bạn thiết kế phòng gym á, bạn chuyên cho máy lạnh á, là cái phòng bạn nhìn ở ngoài rất đẹp, đúng không? Còn ngày trước á, là Duy thiết kế cái phòng ở Bình Tân này nè, là Duy kết hợp giữa lạnh và gió trời, nên Duy thiết kế cái mặt tiền nó hơi sương. Nó sương là cái mặt kính á, nó kêu là cái mặt dựng, trong xây dựng nó kêu là mặt dựng bằng kính, nó có nhiều cái đố dọc ngang màu trắng, nó tạo cho một cảm giác không được châu Âu lắm. Và cái thiết kế đó nó được xóa bỏ, nó thay đổi bằng một cái thiết kế đẳng cấp hơn là quận 7. Yes. Bạn thấy quận 7 không? Thiết kế này nọ chuyên máy lạnh, nhìn mặt tiền rất sang, ở trong rất sang, đèn rất sang. Bây giờ tập gym mà bây giờ không máy lạnh là không cạnh tranh được, không ai tập đó bạn ơi. Thật sự không ai tập nổi, Duy tập không nổi nữa mà, nó tập thú lòng với bạn luôn á. Mình là cái thằng trâu bò nhất trong gym nè. Ngày trước là mình đi đầu trong phong trào gym không máy lạnh nha. Tại những cái năm tháng đó là nó còn gió, nó còn mát chút đỉnh, nó không có ô nhiễm như bây giờ, mà nó cũng không có nóng như bây giờ nữa. Còn bây giờ nó nóng kinh khủng luôn á, nó nóng mà nóng quạo luôn á. Cái phòng gym tập mà nó nóng quá, tập chừng 30 phút là lết luôn, hết tập nổi, chạy bộ mà thở le lưỡi, trời đất ơi, mồ hôi nó văng ướt cái máy chạy bộ luôn, kinh lắm. Lắp máy lạnh đỡ, mà đỡ nhiều cái lắp máy lạnh con gái người ta mới đi tập gym chứ, trời đất ơi, không lắp máy lạnh gái nó vô toàn thằng nào nấy ra mồ hôi dầu không, hồi quá, nghỉ luôn, không tập, không tập nữa. Nên bây giờ tập gym nên máy lạnh hay không nên máy lạnh, cho tôi cầm lá phiếu, tôi bỏ máy lạnh luôn. Còn không có làm tập không nổi, Duy Nguyễn mà giờ sủi luôn rồi. Tập nổi luôn rồi, ở dưới quê bạn thì không biết nữa. Nhưng tôi đang nói đất Sài Gòn này nè, nó thay đổi nhiệt độ, nó thay đổi nó cái sự bụi bặm không khí á, xe cộ nó nhiều quá, nó xây dựng nhiều quá rồi, gió giết cái kiểu gì á, ra đường bây giờ toàn bụi không à. Con xe Mercedes màu trắng mới rửa trước 50 ngàn, nó 50 thôi chứ bo phải 2 xị. Wow, mạnh dữ. Nó rửa xong rồi chạy một đường một về bụi không, chạy một đường một về bụi không. Còn cái xe đó bạn nhớ cái hầm BBT thì hầm không có lạnh, để cái xe hơi thôi không làm gì trơn hết á, 3 ngày bụi đóng lớp luôn. Thì cái bụi đó nó đóng lên xe mà nó hết vô lỗ mũi bạn thì sao, thì sao đây nó. Nên các bạn nói là Duy Nguyễn nó chịu hai mặt, ngày trước không có lạnh giờ mới lạnh thì chấp nhận thôi chứ giờ sao. Ủa bây giờ như vậy không có lạnh cho chết chứ, lắp máy lạnh ra được gì? Tôi lắp máy lạnh tôi đâu tăng tiền học phí đâu, lắp máy lạnh tốn tiền máy lạnh 500 triệu, tốn tiền điện nguyên chi, đúng không? Tiền điện có tháng nào dưới 70 đâu, 70 triệu đó ba. Làm ăn tôi chi phí kinh khủng lắm chứ không phải giỡn đâu, làm không có lời. Muốn cho tôi có lời tới đây tập đi, tới đây tập đi, tập dẫn theo bà con bạn bè đóng tiền đông đông đi thì mới có lời được, mới có lời thì mới có sức khỏe làm video livestream này nọ, giải trí tạo niềm vui. Hồi nãy nói là cái lợi với cái hại của máy lạnh này nha, máy lạnh nó sẽ lợi cho bạn đó là nó thoải mái hơn khi tập luyện, nó phục hồi nhanh hơn, nó phục hồi rất nhanh mà.
Còn không có lạnh đó, tập xong một phát một thở cả 10 phút nó mới tập nổi. Nó nóng kinh khủng luôn. Nó nóng mà không khí nó trong phòng nó không có lưu chuyển được á. Nó tạo cho mình một cảm giác bí bí mà cảm giác ngợp ngợp. Chịu không nổi bạn. Nên phải mở lạnh ra cái tập. Trời ơi nó đã gì đâu. Thôi, video ngắn gọn, chia sẻ với bạn vậy thôi. Tiếp tục sẽ có những cái video khác về chủ đề game. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.